xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Sinanol. Thì trong cái video short hôm trước mình đã nói sơ qua về cái bạn khủng long Epic Evolution Tyrannosaurus Rex này. Thì nó là một cái phiên bản bị lỗi phần âm thanh và cũng như là cái phần đàn phát sáng ở cái phần bụng nè các bạn. Đó, thì cái dòng Epic Evolution là mình đã có phiên bản Carthoros. Thì các bạn có thể thấy là cái Epic Evolution á, thì nó sẽ có hai cái nút ấn, một cái nút ấn ở gần cổ và một cái nút ấn ở bụng. Thì hai cái nút ấn này sẽ tạo ra những cái vết thương, sau khi mình ấn vào đây nó sẽ phát sáng đàn cũng như là phát ra cái âm thanh của các bạn khủng long bạo chúa hay là các bạn Carthoros của mình nha. Thì cái phần âm thanh mình thấy vẫn còn pin và cũng còn ở đây, tuy nhiên là cái mạch ở bên trong có vẻ là nó đã bị đứt cái dây rồi các bạn ơi. Cho nên là cái phiên bản T-Rex này của mình đã không hoạt động như cái ý đồ mà mình mong muốn ngay từ đầu ha. Vì đó là cái lỗi của mình nha các bạn, vì mình đã không gọi là đọc kỹ những cái thông tin mô tả trong cái phần mô tả của cái sản phẩm khi mà mua hàng đó các bạn. Thì lần sau các bạn cũng đừng có như mình nha. Thì các bạn nên đọc kỹ những cái phần thông tin này để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra nha. Tuy nhiên là cái phiên bản Tyrannosaurus Rex mà Epic Evolution này á, thì nó cũng còn chơi được rất là tốt nha các bạn. Những cái tác vụ khác nha, ngoài cái phần lõi âm thanh và phần đàn ra, thì cái phần tương tác của các bạn khủng long bạo chúa này vẫn còn rất là ok và rất là chất lượng nha các bạn. Ở phiên bản Epic Evolution này thì các bạn có thể thấy là nó sẽ có một cái nút ấn ở trên đây, nó trên phần cổ của bạn T-Rex của chúng ta, giúp cho bạn ấy có những cái thao tác săn mồi tuyệt đỉnh hơn ha. Và nó cũng khá là giống với cái phiên bản Legacy nha các bạn. Nó rất giống phiên bản Legacy nha. Tuy nhiên nó sẽ có một sự thay đổi ở phần này thôi. Ok. Phần mã quát thì mình thấy ở phần lưng, phần lưng phiên bản này cũng mã quát cũng đã bị mất luôn rồi các bạn ơi. Rất đáng tiếc ha. Thôi để mình order lại một cái phiên bản đầy đủ trọn vẹn hơn là bạo chúa sẽ đi kèm với lại Velociraptor trong phiên bản Epic Evolution sẽ cho như thế nào nha. Ok. Thì mình sẽ cho các bạn thấy những cái thông tin cũng như là những cái thao tác của bạn Tyrannosaurus Rex ở phiên bản Epic Evolution này cũng rất là đặc biệt ha. Cái màu sắc của nó là nó khá là giống với phiên bản mà Legacy hồi xưa trong Jurassic Park đó các bạn. Đó. Thì cái kiểu dáng của nó cũng như là thao tác chơi, phần tay cũng rất là linh hoạt nha. Và đặc biệt là phần chân mình cảm giác nó sẽ cứng cáp hơn nha các bạn. Và cái kiểu dáng của nó khi mà gọi là đứng lên đứng xuống nè, cúi người xuống nè, để tấn công con mồi hay là để thao tác gì đó, thì nó cũng chân thật hơn và cảm giác nó cứng cáp hơn những cái phiên bản như là của Legacy nha các bạn. Rồi, nhìn sơ qua cái bạn này thì mình có cảm giác là bạn ấy rất là giống với các bạn Rexy nha. Đó, bạn này các bạn nào có thể gọi là cảm nhận được cái điều đó không? Bạn nào biết thì hãy để lại bình luận cho mình biết nha. Đó, vì đây mình nghĩ đây là bạn Rexy ha. Thì bạn ấy sẽ trông rất là điềm đạm cũng như là dữ tợn, mà kiểu dữ ngầm nữa các bạn. Đó, chân dung của những vị vua thường là sẽ im lặng, sau đó tấn công và kết thúc những cái kẻ phản diện ha. Rồi, đó chính là thông tin của bạn khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex trong cái phiên bản Epic Evolution ha. Thì bản này có kích cỡ là cỡ khoảng 15 cho tới 18 inch, khá là giống với phiên bản Legacy. Thì Legacy phiên bản trước mình cũng có một phiên bản bất đó, thì phiên bản bất nó cũng khá là tương đồng nha các bạn. Phiên bản bất thì Legacy này các bạn nhìn thấy là cái kích cỡ của nó là gần như là tương đồng với lại cái bản Epic Evolution luôn. Vậy sự khác biệt nằm ở đâu các bạn? Khác biệt chỉ là nằm ở cái phần bụng này, như mình đã nói ngay ở đầu video ha, là phần đàn phát sáng ở hai điểm ở phần bụng bên trái của bạn khủng long bạo chúa. Rồi, và phiên bản này thì có âm thanh nha các bạn. Còn phiên bản này thì Legacy thì không có âm thanh. Đó, tuy nhiên là có hai cái nút ấn ở trên đầu. Đó. Bạn Bức và bạn T-Rex của chúng ta trông rất là ngầu ha. Rồi, mình sẽ cho bạn Rexy đứng cao hơn một chút xíu ha. Còn cái bản Legacy, bản bất này bạn sẽ cúi xuống một chút xíu. Rồi, để có thêm cái bộ ba trong cái phiên bản gọi là ba bạn khủng long gặp nhau, ba bạn khủng long bạo chúa gặp nhau đó, thì mình sẽ lấy phiên bản Legacy còn lại ra cho các bạn chiêm nghiệm luôn. Thì phiên bản Legacy này cũng khá là giống nha. Nè, Rexy nè, bất nè, và một nhân vật khác đó, đó các bạn biết là bạn khủng long gì? Bạn nào biết để lại bình luận cho mình biết nha. Cũng là bạo chúa, tác vụ cũng như là cách chơi khá là tương đồng với nhau luôn. À, chỉ khác ở cái phiên bản mỗi cái lượt chơi cũng như là mỗi cái kiểu dáng khác nhau nha. Thì mỗi cái thế hệ nó sẽ có một cái sự thay đổi tương đối là lớn hoặc là nhỏ tùy theo cái version mà nó xuất hiện ha các bạn ha. Ok, thì đây là những cái nhân vật mới của cái dòng Legacy, mà cụ thể đó chính là T-Rex nha các bạn.
Đó là bộ ba khá là chất lượng mà mình đã sở hữu ngay gần đây nha. Các bạn thấy cái phiên bản mà bộ ba mà ba cái bạn khủng long bạo chúa gặp nhau ở kết phim Jurassic World Dominion á, thì các bạn thấy như thế nào hãy để lại bình luận cho mình biết nha. Còn về cái nhân vật bạo chúa cụ thể là cái phiên bản Jurassic Epic Evolution này, thì các bạn thấy có sự thay đổi gì mới không, hãy để lại bình luận cho mình biết luôn. Đừng quên ấn like và subscribe cũng như là follow Cinedal nha.